Xin chào mọi người, thì hôm nay Kim sẽ lại làm một cái clip tư vấn thêm về dòng sản phẩm dưỡng da của Admiracle. Và đặc biệt hôm nay Kim sẽ nhấn mạnh và tư vấn riêng cho một loại da mà rất nhiều chị em đã hỏi Kim á. Thì cái loại da này rất thường gặp phải, chắc là nhiều chị em quan tâm, đó chính là da thuộc về thể loại da bị nám sạm, không đều màu hoặc là da khô. Thì Kim sẽ tư vấn một cái combo nhỏ thôi để mình sử dụng, để mình dưỡng da và khắc phục tất cả các yếu tố như vậy nha. Thì đối với chị em da nám sạm và da khô thông thường á, khi hỏi thì đầu tiên Kim sẽ hỏi bạn đó là có dùng kem chống nắng hay không, bởi vì cái yếu tố đó rất là quan trọng khi chúng ta sử dụng mỹ phẩm. Bởi vì da nám sạm, da khô thì nó là do cái hắc tố melanin hình thành dưới da, và cái hắc tố melanin đó hình thành là do là cái tia UV trong ánh mặt trời rọi vào da và tạo điều kiện cho hắc tố đó sinh sôi nảy nở. Cho nên để khắc phục được tình trạng da bị nám sạm không đều màu, thì điều đầu tiên là chú ý giùm Kim cái vấn đề về chống nắng nha. Vệ sinh da xong rồi chống nắng vào mỗi buổi sáng thì đó là điều tiên quyết. Và tiếp theo, để sử dụng một cái sản phẩm dùng cho da khô và da nám thì bên Kim đã nhập về từ Hàn Quốc một cái dòng sản phẩm đặc trị rất là tốt luôn. Đó là cái dòng sản phẩm đây, kem Oxyn, bên Kim hay gọi là Oxyn xanh á. Thì Oxyn xanh này á, nó chứa 80% thành phần dịch lọc từ dịch nhẹ Oxyn á. Thì cái dịch nhẹ Oxyn như mọi người đã biết đó là một cái nguyên liệu quý hiếm khi mà sử dụng để điều chế mỹ phẩm, bởi vì cái thành phần này rất là quý hiếm, cũng như là nó có cái công dụng rất là cao trong cái quá trình ví dụ như là điều trị cái vấn đề về lão hóa nè, da nhăn chảy xệ nè, hoặc là làm sáng da. Bởi vì con Oxyn nó tiết ra cái dịch nhầy này, nó có cái khả năng tái tạo các tế bào của da, những cái thành phần tổn thương trên cơ thể của nó cũng như là trên cái vỏ ốc. Cho nên là người ta dùng cái dịch lọc này để đem về điều chế mỹ phẩm và giúp cho da của chúng ta được phục hồi, kiểu như là tái tạo lại như vậy. Nghĩa là nó giống như là nó được sinh ra một lần nữa. Thì cái một hộp kem xanh như thế này nó chứa tới 80% dịch nhầy Oxyn. Và ngoài ra thì trong cái sản phẩm này nó còn chứa một cái loại người ta gọi là Tiger. Ở đây á, trên cái hộp kem nó có cái tên này, Tiger là hổ đúng không? Nhưng mà thật ra là ở đây muốn nhấn mạnh về một cái loại cỏ, một cái loại thảo dược người ta gọi là cỏ hổ á. Thì cái cỏ hổ này thật ra nó không có đâu xa hết, đó chính là cái rau má ở chỗ mình á. Thì cái loại rau má này được tại sao lại được đem vào điều chế mỹ phẩm, thì người ta phát hiện ra cái loài hổ á, nó ở trong rừng, và khi cái quá trình mà nó sinh sống nó bị tổn thương thì nó hay lăn qua lăn lại trên một cái bụi rậm, thì vô tình đã làm cho những cái vết thương của nó được phục hồi dần dần. Và người ta phát hiện ra cái loại loại thảo dược này nó có tác dụng là chữa lành vết thương, thành ra là mới đem vào và kết hợp với dịch nhầy Oxyn này điều chế ra một cái dòng mỹ phẩm dịch nhầy Oxyn kết hợp với cỏ hổ để phục hồi những làn da bị tổn thương, khô ráp, chảy xệ, nhăn nheo, không đều màu, giúp làm sáng da. Ngoài ra còn có thành phần niacinamide và Edenoside, thì hai cái thành phần này được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc chứng nhận là thành phần an toàn khi sử dụng mỹ phẩm. Bởi vì hai cái chất này nó giúp làm trắng và chống nhăn, cho nên là cái sản phẩm này mặc dù là mới về thị trường cách đây khoảng hơn nửa năm thôi, nhưng mà rất là nhiều chị em từ khoảng độ tuổi 25 tuổi trở đi họ sử dụng, và họ da họ bắt đầu lão hóa rồi, cho nên là họ bắt đầu họ sử dụng cái sản phẩm này như một cái sản phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu về đêm, vừa giúp dưỡng trắng đều màu da, vừa ngăn ngừa dấu hiệu nám tàn nhang, dấu hiệu lão hóa, da nhăn chảy xệ. Thì một cái sản phẩm như thế này công dụng nó rất là tuyệt vời, chỉ cần chị em mình sử dụng về buổi tối và kết hợp thêm với kem chống nắng buổi sáng và vệ sinh da hoàn hảo. Thì Kim tin rằng là các vấn đề về da, ví dụ như là da nám chảy xệ hoặc là da không có sức sống sẽ được khắc phục. Mọi người xem nha, một làn da của Kim như thế này thì Kim đã ngoài 30 rồi, tuy nhiên á, là cái làn da của mình á, nó không có bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là da Kim không hề nám, chưa bao giờ nám luôn. Nó chỉ thỉnh thoảng nổi mụn do nội tiết thôi nha, còn bình thường là da nám và trắng sáng đều màu bình thường. Đó thì những cái sản phẩm là Kim hay dùng thật ra từ trước tới giờ Kim
rất thích dùng những cái sản phẩm chiết xuất từ dịch nhảy ốc sên để kéo dài cái thanh xuân cho làn da của mình á. Thì thành ra là đây là một sản phẩm kim tinh là đối với chị em nào da nám, nào da khô, không đều màu, thiếu sức sống thì nên rinh ngay một hộp như thế này về và sử dụng được khoảng 6 tháng nếu mình sử dụng tiết kiệm. Có khi hơn nữa thì một sản phẩm như vậy dùng rất là lâu và hiệu quả nó vượt trội như vậy và thành phần nó vô cùng cao cấp. Đó, thì chị em có thể tham khảo vào cái fanpage của Kim cũng như là inbox trực tiếp với Kim theo số hotline 0988805070 để Kim tư vấn thêm nha. Ngoài ra ở trong cái clip này thì Kim cũng muốn nói tới một cái sản phẩm mà bên Kim hay cho khách hàng kết hợp, đó là một loại tinh dầu. Tinh dầu để mình kết hợp làm sáng và làm ẩm cho cái làn da của mình. Bởi vì khi da của chúng ta đủ độ ẩm thì nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng lão hóa cũng như là da khô, da không đều màu. Thì mình sẽ sử dụng thêm kèm một cái chai tinh dầu. Đây là tinh dầu cà rốt. Giúp làm sáng da, đều màu da, cũng như là cái tinh chất hạt cà rốt nó sẽ cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất cho da, làm cho da của mình nó căng bóng và nó trắng sáng hơn. Đó, đó là hai cái sản phẩm mà Kim muốn tư vấn với mọi người khi mà mình sử dụng cái bộ sản phẩm của Esmiresol này. Và hy vọng các chị em sẽ có một làn da đẹp. Và muốn tư vấn nhiều hơn thì có thể inbox cho Kim số điện thoại để Kim gọi trực tiếp tư vấn cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.